Đây. 3 năm. Con này. Tôn. Bốn con chó. Con đợt này lông bị sâu rồi. Và đợt trông mượt lắm. Ở nhà anh tắm cho con bò tắm cái gì? Tắm bằng cái dầu tự nhiên quên. LOS. LOS xanh xanh lá cây. Con này chỉ thích nằm xoa cái là nó nằm rồi. Baba. Nhưng đây, mà con này nó vẫn ngửi ngửi này xong rồi cứ đòi nhảy. Cái trên lên. Con cái này chụp ảnh với nó khó kinh khủng. Baba. Dậy đi. Anh có cái ảnh selfie mà nửa người với nó. Ủa nhìn mặt nó to thế. Cái hôm đấy một mình anh nhưng mà cứ ngồi, nó ngồi thế là xong mình ngồi bên cạnh không phải là treo cái hộp sữa chua vào cái sữa chua. Nó cứ nhìn thẳng. Tuấn đây, nằm xuống nào, nhìn lên. Làm nữa. Con tun nó có một cái cục ở đây. Con bo lại có một cục ở bên trên này. Dạ. Ừ. Bọn này nó như kiểu nó có những cái bạ động. Đây ạ, à, anh ấy là chủ của bo đây. Bác nuôi là có bất không? Không. Oh, cháu nhà cháu còn thôi xong một rồi. Vâng, có một nằm con nó đang chuẩn bị đẻ. Ê, bo nằm lên đấy thôi. Vâng, đến đấy. Nó chuẩn bị nằm đẻ nên là bảo tạo lại hơi đứng để nó nuôi một đôi luôn. Sau sau nữa phải mất tiền như này sống. Bo đây đây. Thì cái bọn này nó cứ thích kia mẹ nó mua về xong rồi lại khổ bộ nhà đi, nó đi mẹ sáng tối. Kia cháu nuôi thế toàn mẹ xong. Đang đi làm vườn đến tận. Đây, tầm 5 rưỡi. 5 rưỡi là bố em phải dậy cho hôm nay đi ra ngoài vệ sinh rồi. Cái con đâu, chắc ăn mới về này này. Đêm bây giờ này hú. Tầm 3-4 giờ sáng là bắt đầu hú ầm lên. Rồi đi. Chứ cái con này từ trưa từ hôm về có bị sao đâu. Nó chỉ như con này từ hôm đó hú và ngủ thì thấy cái khe anh trâu. Hôm nọ ngồi lấy lộp bánh chưng nó biết. À thế ạ. Buổi trưa nó cho nó ăn no, nó làm ngủ khẽ khẽ. Là cái gì chưa? Khẽ ngáy. Dậu. Đấy, nó đang làm cái này, chưa ăn cơm đây. Không, không ạ. Cháu, bây giờ tí nữa cháu lại phải đi làm việc luôn. Đến thêm chậu tí là vui ăn cũng có được. Chứ còn thực ra ăn cũng được. Đi xuống đây, ở đây. Đâu, đi không ơi? Đâu? Đó rồi. Bọn này á thì cũng ngồi lên xe cái cổ này nhảy lên đường, đường à. đầu bắt không về tìm kính như cổ lắm. Con này nhảy lên đây nào, giả giả xe đây gì đấy, giả xe đây, hai cháu đi đây. Hồi xưa em cho này tập xe này, lúc mới lên nó đi một đoạn rồi sợ nó nhảy xuống, về sau á là chỉ cần dắt xe vào cổng thôi là xuống. Xuống đi, xuống nhảy luôn, nhảy đổ rách cả xe. Buổi tối ăn cơm xong ấy mà có bọn em ở nhà mà ăn cơm xong một cái là chúng ta trực ở xe. Quá đi chơi. Chào các chú đi. Ô không, em không ở được đâu. À, thế thì anh em không nhớ rồi. Các con không phải ở đâu nhá cháu. Không ở nhà thì làm đi chú. Cho thằng này đi chơi, hai cháu đi chơi. Có chơi nó hơn lúc. Con này nó to nên là bình thường mà để chất cửa bây giờ. Mấy cái hôm đầu dậy không nhìn thấy đâu là thấy thiếu thiếu nhưng mà đâu gần nhà Yến à?
Vâng ạ. Điều, 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 điều. Vào này, vâng, vâng. Thôi anh phải về ăn luôn em. Không phải ăn cơm trưa, em. Cháu về cháu con tí có việc.